Thương thay cho những kẻ vẫn ôm mộng cờ vàng, cùng với cái thây ma ngụy quân ngụy quyền cờ vàng ba que ba sọc đã bị vứt vào thùng rác lịch sử trong sự khinh bỉ không chỉ dân tộc Việt Nam mà còn cả đông đảo cộng đồng văn minh tiến bộ trên toàn thế giới. Vậy mà không hiểu sao vẫn còn những kẻ đầu óc u mê tăm tối vẫn tìm mọi cách bấu víu, phô diễn cái biểu tượng của thân phận tay sai bán nước, hại dân, nhục nhã một thời. Cách đây không lâu trên mạng xã hội, Xuân Ngọc Nguyễn, một hậu duệ của cái thây ma chính trị Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn vùi, không ai buồn nhắc tới, đã cho đăng tải một cái gọi là bài thơ mang tên Quốc Hận với dẫn đề rằng: Vải đâu cho đủ khăn xô, lau khô máu đỏ phủ mồ nước Nam. Vẫn bằng lối tuyên truyền cũ rích của bộ máy chiến tranh tâm lý Sài Gòn năm xưa, nào là cộng sản tan ác, cộng sản độc tài, cộng sản ngu dốt cưỡng chiếm miền Nam. Kẻ này viết: Ác nhân quỷ đỏ tham tàn gây nên bão táp phá tan nước nhà. Tháng 4 tiếng đạn xe đầu, giặc dân tan tác ngập sâu ruộng đồng. Tháng 4 lệ đổ hài hàng khóc cho tổ quốc nén nhang linh hồn. Thật nực cười khi nghe những điều rên rỉ này như một bài văn tế cho cái thây ma đã mục nát mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Những bài viết kiểu văn tế như thế này đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng, đến mức người đọc chỉ cảm thấy đáng thương cho những kẻ lưu vong thất bại không chịu quay về sống hòa hợp với dân tộc. Không chỉ vào những ngày tháng 4 lịch sử, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, họ vẫn xuyên tạc cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ độc lập của toàn dân ta là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt. Một số phần tử phản động lưu vong dàn dựng các kịch bản than khóc như: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam đi vào khúc quanh đau thương, miền Nam bị bức tử, giọt lệ chia ly. Rồi vu cáo rằng Đảng và Nhà nước phân biệt đối xử với người từng theo chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Một số kênh truyền thông hải ngoại có tư tưởng thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC, Đài Á Châu Tự Do, RFA, VOA tiếng Việt cũng góp phần vào việc này bằng cách tổ chức các buổi phỏng vấn với những phần tử chống đối, cung cấp thông tin sai lệch xuyên tạc để hướng lái dư luận và làm sai lệch bản chất chiến thắng của dân tộc. Gần đây trên mạng xã hội, và kẻ chắc chắn là vẫn đang u mê ôm mộng cờ vàng là Mạc Phi Hoàng lại tung ra một bài thơ mang tên Lá Cờ Vàng Bất Tử. Bài thơ làm theo thể thất ngôn nhưng chẳng thấy tứ tuyệt bát cú hay chắc phần bằng đâu, mà chỉ thấy lồm ngồm những con chữ ghép lại. Thơ rằng: Cờ vàng thua cuộc nhưng thắng trận, khiến cờ liềm búa chết nơi nơi, Nam Châu thế giới bừng cơn mộng, chính nghĩa miền Nam chiếu rạng người. Cờ vàng gục xuống nhưng không chết, càng tỏa rực trời ánh tự do, theo người dân Việt đi muôn muôn hướng, phấp phới tung bay khắp địa cầu. Có lẽ khi thưởng lãm những câu gọi là thơ này thì người đọc đã hiểu ngay, với tư cách nhà thơ và cả tư cách nhà yêu nước, thì đây là một kẻ ảo tưởng có biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc ngáo đá không thuốc chữa. Về cái gọi là lá cờ vàng bất tử mà Mạc Phi Hoàng gọi là thua cuộc nhưng thắng trận, gục xuống nhưng không chết, phấp phới tung bay khắp địa cầu, chính nghĩa miền Nam chiếu rạng người, có khi phải mượn lời của cố giáo sư Trần Trung Ngọc, từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng có thời gian là sĩ quan quân đội của chế độ này trong bài viết Về lá cờ vàng ba sọc đỏ được in trong sách hiếm .net cách đây 20 năm rằng: Ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống cộng thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ không biết ngượng. Sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ. Sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường. Sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ bất chấp luật pháp. Vì vậy, tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì? Sự vinh danh hay sự nhục nhã? Thật là quá đau lòng đi. Nhưng những cảnh tượng chống cộng bát nháo, phô trương lực lượng một cách lố bịch đã làm cho nhiều người Việt di cư phải hổ thẹn trước người ngoại quốc. Và cũng xin mời Mạc Phi Hoàng hãy đọc những dòng chữ in trên tờ register.com. Bạn có biết không, ngu xuẩn là chính danh Pháp và sau đó là Mỹ đã huấn luyện những người ngu dốt để phục vụ cho chúng. Công việc của họ là đánh hơi ra những kẻ nào chống chủ của họ, cộng sản hay không. Họ gọi bất cứ người nào chống lại sự thống trị của ngoại bang là cộng sản và cầm tù và giết người đó đi. Đó là tại sao họ không được sự ủng hộ của dân chúng. Đó là tại sao khi Mỹ tháo chạy thì họ cũng phải tháo chạy. Chế độ Sài Gòn không có ngay cả sự ủng hộ của binh sĩ mình. Đó là tại sao mà chỉ trong vòng 55 ngày, quân đội miền Bắc có thể kiểm soát hoàn toàn Nam Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
một điều mà cái guồng máy chiến tranh lớn nhất thế giới không thể làm nổi, dù rằng đã giết cả triệu người, thả 8 triệu tấn bom và trải 70 triệu lít chất khai quang màu cam. Cho đến ngày nay, suốt cuộc đời của họ dính vào cái trạng thái tâm lý đó. Họ nghĩ rằng nếu họ cứ kiên trì hô to những khẩu hiệu trống rỗng, thì họ sẽ được sự ủng hộ để họ đi hiếp đáp những người khác ở trên đất Mỹ này. Và lạ lùng thay, họ cũng đã đánh lừa thành công với một số người. Điều này chứng tỏ một điều, còn không ít người u mê, hoang tưởng đến bệnh hoạn trên đất Mỹ. Họ luôn ảo tưởng ôm mộng cờ vàng, tiếp tay, kêu gào đòi phụ quốc, rồi bày đủ thứ chiêu trò công kích, xuyên tạc chống phá đất nước, điển hình là kẻ có tên Mạc Phi Hoàng.